Trong báo cáo thường niên của mình, tổ chức giám sát có uy tín Freedom House cảnh báo rằng nền dân chủ đang thoái trào trên khắp thế giới và chỉ rõ rằng Hoa Kỳ là một mối bận tâm lớn. Trên bảng xếp hạng về tự do trong thời điểm hiện tại, Hoa Kỳ bị xếp ngang hàng với Hy Lạp, Croatia và Mông Cổ, nhưng thấp hơn nhiều so với các quốc gia dân chủ khác như Đức, Pháp và Anh. Sarah Rapucci của tổ chức Freedom House cho biết những giá trị cốt lõi đang bị đe dọa. Mối bận tâm lớn nhất của chúng tôi là việc nền tư pháp bị tấn công, báo chí bị bôi nhọ, tham nhũng và xung đột lợi ích, cũng như tính chính danh của cuộc bầu cử Mỹ bị xâm hại. Tòa Bạch Ốc từ chối đưa ra bình luận về báo cáo này. Tổng thống Donald Trump liên tục cáo buộc truyền thông đưa tin thiên vị và bản thân ông cũng đã từng lớn tiếng tấn công cá nhân các phóng viên. CNN nên cảm thấy xấu hổ khi có những loại nhân viên như anh. Anh là cái loại thô lỗ và tồi tệ. Anh không nên làm việc cho CNN. Một số chuyên gia khác cho biết Hoa Kỳ đang đặc biệt trở nên dễ bị tổn thương bởi truyền thống dân chủ của nước này dựa trên lệ, chứ không phải luật. Hoa Kỳ so với các quốc gia khác là một đất nước đặc biệt, bạn biết đấy. Trong Thế chiến thứ hai, nền dân chủ của nhiều quốc gia bị phá hủy, và những quốc gia này đã xây dựng lại bằng hệ thống hiến pháp hiện đại và mạnh mẽ, có khả năng loại bỏ sự can thiệp từ phía hành pháp, những thứ chưa từng có trong hiến pháp Hoa Kỳ. Vì thế, chúng ta phụ thuộc vào niềm tin, mà những niềm tin này đang gặp nhiều sức ép trong suốt nhiều năm. Hoa Kỳ vốn là một hình mẫu để nhiều quốc gia khác noi theo, và hiện vẫn còn có ảnh hưởng rất lớn, bà Ripucci cho biết. Những quốc gia khác quan sát những gì đang diễn ra tại Mỹ, học tập các hành xử của lãnh đạo Hoa Kỳ. Việc Tổng thống Trump thường xuyên khen ngợi những tay độc tài khác tiếng nhất trên thế giới có thể khiến người ta hiểu rằng ông ấy không tin vào tầm quan trọng của nền dân chủ. Cả bà Rapucci và bà Kleinfeld đều tin rằng những giá trị dân chủ của Hoa Kỳ rất mạnh mẽ và bền bỉ, nhưng cả hai người đều lên tiếng kêu gọi các thành viên của Quốc hội và cả những người dân thường hãy đứng lên để bảo vệ những giá trị dân chủ đó, đồng thời không chủ quan nghĩ rằng dân chủ sẽ tồn tại vô điều kiện.